Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình. Hôm nay mình lại giới thiệu anh em một con game có phong cách chơi khá là cuốn. Anh em chơi qua con game Archero rồi ấy, thì anh em cũng phải chơi con game này, con game Path of Immortals. Anh em tải trên TapTap nha, khá là hay. Đây là một phiên bản nâng cấp của Archero, phiên bản 3D anh em ơi. Và anh em phải chọn mấy cái nhân vật cung các thứ, rìu kiếm các thứ này. Nhưng mà nó đồ họa nó đẹp, chơi khá là cuốn. Nó ra mắt thì game này như mình thấy ra mắt cũng lâu lâu ấy. Có thể anh em đã biết, anh em nào chưa biết thì chơi ngon nha. Rồi, đồ họa giao diện rất đẹp, chơi trên điện thoại. Nếu mà anh em thích những cái thể loại game như kiểu Vampire Survivors trên PC ấy, thì anh em không thể bỏ lỡ các cái con game này chơi trên điện thoại đâu. Đồ họa rất là mượt, chơi cũng cuốn đấy chứ. Insert attack mình sẽ lấy cái tăng khả năng bạo kích đi, bắn cung tăng bạo kích cho sướng. Tăng số lượng mũi tên lên, nó cứ nâng cấp ấy, compile cứ nâng cấp dần lên, anh em tăng số lượng tên lên. Bây giờ mà có thêm cái hiệu ứng cái bộ kỹ năng nảy tường nhỉ, kỹ năng nảy tường hoặc là nổ thì cũng ngon. Để xem trong này có gì. Max HP. Ê, không cần. Nó bắt mình xem quảng cáo thì nó mới cho mình nhận thưởng ấy, nhưng mà thôi. Xem làm gì cho mất thời gian này. Kinh, con này nó sồ vào nhanh thế. Thế à? Không tránh kịp ấy anh em ạ. Này phải đợi nó sồ vào thì mình nhận. Bắn rồi. Không chết mất. Kinh, một phát cứ mấy chục, 80 máu, 100 máu này thì ai mà sống được cơ chứ. Chơi cộng 2 combine. Cái chơi kia là nó tự động nó bắn vào mục tiêu nhưng mà mình không phải ngắm, cũng ngon. Ê à, con trâu này nó tinh quá, nó húc này, cứu. Đây chơi được nó phát nổ nữa anh em nha, ngon thế nhỉ. Kỹ năng còn kỹ năng bắn nó lại còn tẽ ra này. Thôi thấy cái này đi, combat này vẫn ngon hơn. Tại vì kiểu gì combat lên level cao nó chả ấy. À, kỹ năng mà chơi vào mục tiêu mà giết được mục tiêu nó còn phát nổ này, ngon. Kiểu gì combat lên level thì cái bộ kỹ năng của mình nó chả mạnh hơn. Bốt trâu này cũng húc liên tục này, không có cho thời gian nghỉ để bắn à. Húc đi. Chết chưa cưng. Đòn này là đòn tuẽ. Cái đòn new này, Cardinal Burst này là đòn tuẽ các bạn. Tuẽ từ cái mục tiêu ra. Chắc là không cần đâu. Bây giờ mình thích lấy một cái xuyên tường, cái nảy tường đi. Hiện nay bộ kỹ năng này nó cũng đủ giết rồi. Chưa cần tuẽ. Chủ yếu bây giờ là game nó phải thể hiện trình độ anh em. Mấy giờ cần sức mạnh. Giờ có hút máu thì ngon. Ui. Cái đuổi mục tiêu này của mình là nó bắn được xuyên địa hình. Những cái mũi tên bình thường này của mình là bị vật cản là nó không xuyên được ấy. Riêng mỗi cái đòn chây kia thì nó xuyên địa hình được. Không thì những cái con này làm sao mà mình bắn tới. Mình áp sát nó nhả cho đấm độc mọi người. Hồi ít máu rồi. Kinh quá nhỉ. Ui, nó bắn ra một chùm tiên thế này thì chết đi cưng. Qua được ải đầu tiên rồi. Game chơi rất là cuốn. Ôi, skip về thành qua ải đầu tiên. Yes sir. Anh em có thể tải về mà tự trải nghiệm nha. Chắc là mình dừng clip tại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye anh em.